Rồi, ok, xin chào các bác. Thì cái con HTC U11 này ấy, nó chỉ có một cam chính thôi, cho nên em chỉ có so sánh cái cam chính đó thôi. Còn về cái độ mượt hay là cái trải nghiệm ấy, thì em sẽ không nói nữa nhé. Tại vì một cái con máy mà nó đã ra đời sau cái con này tầm 2-3 năm ấy, thì nó so sánh như thế nó không không khả quan. Ngay cả việc so sánh cái camera cũng thế thôi, nó cũng không phải là cái hay ho gì. Nhưng mà tại vì cái con U11 này mọi người đánh giá rất là tốt, cho nên là em so sánh lại cho các bác biết thôi. Và so sánh với con V50 này, thì ở cái chế độ camera này ấy, thì con HTC U11 ấy, nó chỉ có cho cái lựa chọn cho các bác là cái tỷ lệ khung ảnh này và cái mê này. Ngoài ra thì nó cũng cho các bác là chỉnh tay, cũng nó cho chỉnh tay cũng y chang như cái của LG nhà mình thôi. Rất là nhiều thông số thì các bác có thể chỉnh tay, nhưng mà em sẽ không thể so sánh cái chỉnh tay là một, và em cũng không so sánh nó với cái Gcam nữa. Tại vì Gcam mà mod cho cái bản HTC U11 này nó sẽ khác với Gcam mod cho LG, cho nên là nếu mà các bác so sánh Gcam ấy, nó cũng không thể phản ánh được. Đương nhiên thì khi mà cài Gcam ấy, nó sẽ đẹp hơn, đó là điều chắc chắn. Đó. Nhưng mà ở ở cái video này em chỉ so sánh cái cam gốc của nó nhé. Và cái cam gốc của con HTC U11 này nó chỉ có chức năng là bật tắt HDR thôi. Đây, các bác có thể thấy này, chỉ có chức năng là bật tắt HDR chỗ này thôi. Đấy. Ngoài ra thì vào trong chả có cái quái gì nữa các bạn. Này, ảnh này chẳng có cái gì nữa. Các bác có thể vào cái đặt cũng chẳng có cái gì nữa. Đấy, các bác có thể thấy không? Mấy cái vớ vẩn này thì không không quan trọng nữa. Đấy. Cho nên là ở cái con HTC U11 này thì em chỉ so sánh nó cái ảnh bật và tắt HDR thôi nhá. Ngoài ra thì con V50 thì nó có rất nhiều thứ cũng bật tắt HDR và có cả AI nữa, thì AI em cũng tắt nhá. Đấy. Cho nó trùng với cái kia, chỉ có dùng cái HDR này thôi. Đấy, và cái ảnh thì đây các bạn có thể thấy này, 4.3 và 12 MP. Đấy. Thì sau đây là những mấy cái ảnh mà mấy ngày qua em đã chụp được và hoàn toàn không chỉnh sửa gì nhé, để có một cái nhìn khách quan nhất cho các bác biết được là HTC U11 nó đang như thế nào và con V50 nó đang như thế nào. Thì có cái nó hơn mà có cái nó thua thì các bác cứ xem và để lại cái bình luận ở dưới video này cho em xem nhé. Ok. Thank you.
Thank you.